Video này nói về cách tải drivers cho Windows bằng phần mềm 3DP Chip. 3DP Chip là một phần mềm miễn phí. Các bạn hãy vào kênh YouTube của mình. Các bạn nhấn vào tab Video. Các bạn nên xem trước cái video này. Driver là gì và cách kiểm tra xem máy của bạn đủ driver chưa. Thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức cơ bản và quan trọng. Tiếp theo các bạn cần biết những cái thông tin về máy của các bạn. Các bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows nào và phiên bản hệ điều hành là 32-bit hay 64-bit. Các bạn chuột phải vào Computer ở trên Windows 7 hoặc trên Windows 8, 10 là This PC, chọn Properties. Hoặc các bạn Windows 8, 10 cũng có thể chuột phải vào Start Menu. Thì các bạn chọn System. Mình đang sử dụng bản Windows 10 Pro và phiên bản hệ điều hành là 32-bit. Cái bên cạnh này nó bảo là máy của mình có thể cài được Windows 64-bit. Nhưng do mình chỉ có 2GB RAM nên mình cài 32-bit. Ok. Các bạn lên trên Google ghi tên phần mềm 3DP Chip thì các bạn sẽ tải được cái phần mềm 3DP Chip về. Và khi cài thì các bạn nên xem cái video này của mình. Cách cài phần mềm thông minh trong cái video này thì mình còn nói một số ví dụ về cách cài phần mềm. Và cái ví dụ mình sử dụng ở đây cũng chính là phần mềm 3D Chip. Do vậy mình sẽ không nói lại cách cài 3DP Chip ở trong phần mềm trong cái video này nữa. Khi xem cái video này thì các bạn cũng có thể được cung cấp một số kiến thức bổ ích. Ok. Sau khi cài đặt xong, các bạn bật phần mềm 3DP Chip lên. Các bạn nhấn vào cái ABC ở đây, chọn tiếng Việt và ok. Các bạn thấy 3DP Chip ở đây liệt kê cho chúng ta các thành phần có trên máy của bạn. Nếu các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây thì cái nhóm ETC này, tức là các thành phần khác ấy, thì nó sẽ bao gồm 1, 2, 4 cái này có cùng ký hiệu ở đây thì nó là 1, 3 và 4. Ở ETC của mình thì có 4 thành phần cần cài driver. Multimedia là âm thanh thì có 3 thành phần. Bạn nào có card đồ họa rời thì nó sẽ có dấu cộng đây và các bạn sẽ thấy ngay một card on board của bạn và một card rời. Ok. Khi các bạn để ý cái dấu tích ở đây, cái dấu tích ở đây chính là nếu như máy của bạn có cái dấu tích ở đây ấy, thì cái thành phần này, bo mạch chủ này của các bạn không cần phải cài lại driver nữa, bởi vì nó đã là cái phiên bản mới nhất. Các bạn thấy cái thông báo latest version chưa? Còn nếu mà cái nào có cái hình tròn chấm than này thì có nghĩa là phiên bản driver của bạn không phải là mới nhất. Tuy nhiên các bạn, nếu mà các bạn đã xem cái video của mình ấy về driver thì các bạn không cần thiết là lúc nào cũng phải cài tất cả các driver phiên bản mới nhất, bởi vì chưa chắc cái phiên bản driver mới nhất là tốt. Đối với ETC thì các thành phần ở đây thì nó không có thông báo gì hết, thì chúng ta sẽ tải về và cài thôi. Các bạn thấy cái thứ tự mà 3DP Chip sắp xếp cho các thành phần và cái thứ tự cái driver của mình là giống nhau đúng không? Như vậy thì các bạn nên tải driver cho thành phần nào xong rồi thì các bạn sẽ cài luôn và chúng ta sẽ làm theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ok. Để tải driver thì các bạn ấn chuột trái vào từng thành phần một. Thành phần đầu tiên CPU thì nó sẽ vào cho chúng ta một trang web. Thì các bạn nhấn vào driver download. Ở đây nó hiện ra là there is no driver for this OS, thì có nghĩa là chúng ta không cần cài driver cho thành phần này.
Thành phần tiếp theo là motherboard, bo mạch chủ. Chúng ta nhấn vào bo mạch chủ. Cái driver cho bo mạch chủ thì tương thích với tất cả các mọi loại win luôn. Thì các bạn cứ chọn cái phiên bản mới nhất về. Ok. Tiếp theo là bo mạch đồ họa, tức là càng màn hình ấy. Thì các bạn sẽ cài, tải và cài cho càng màn hình onboard trước. Càng dày thì chúng ta cài sau. Nếu mà nào có dấu cộng đây thì các bạn sẽ chọn cho card onboard trước nha. Ở đây mình chỉ có một card onboard thôi. Chúng ta nhấn vào card onboard. Thì các bạn tải về thôi, nhấn vào đây là tải về thôi. Rất dễ đúng không nào? Ok, tiếp theo là multimedia. Thì mình sẽ ví dụ với cái này. Mình chọn cái này nhá. Bạn có bao nhiêu thành phần thì các bạn sẽ phải chọn cho mỗi thành phần một luôn nhá. Mình sẽ ví dụ với cái này. Bây giờ chúng ta nhấn vào Drive và Download. Ở đây nó có cái thông báo này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái lựa chọn là Other OS. Mình đang sử dụng Windows 10 32 bit thì mình sẽ phải tải cái phiên bản driver của Windows thấp hơn gần nhất và cùng số bit. Thì mình sẽ chọn Windows 8.1 32 bit. Bây giờ đã có driver rồi, các bạn tải về thôi. Như vậy là các bạn thấy rồi. Nếu như các bạn không có driver cho nguyên bản, cho phiên bản Windows mà các bạn đang dùng, thì các bạn có thể sử dụng phiên bản driver của Windows gần nhất trước đó và cùng số bit là 32 bit hay 64 bit. Ok, chúng ta không được, không có chuyện là tải cái driver của Win 32 bit rồi cài cho Win 64 bit đâu nha. Tiếp theo là cạc mạng. Nếu như máy của bạn đã có mạng rồi ấy, bình thường rồi ấy, thì các bạn cũng không cần thiết là phải nâng cấp cái phiên bản của driver mạng. Nhưng nếu bạn muốn nâng cấp thì mình sẽ hướng dẫn như sau. Các bạn nhấn vào các mạng. 3DP chip sẽ dẫn chúng ta vào một trang web. Ở đây chúng ta sẽ tải được một phần mềm khác, đó chính là phần mềm 3DPnet. Thì cái phần mềm 3DPnet này nó là một bộ cài offline, tức là với 112MB này nó có chứa tất cả bộ cài của các loại cạc mạng, rất nhiều loại cạc mạng. Thì 3DPnet bạn tải về và tiến hành cài đặt cạc mạng. Thì cái giao diện của 3DPnet nó giống 3DP chip thôi. Ok. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng 3DPnet giống như là một bộ cài cạc mạng offline. Thì bạn có thể sử dụng cái phần mềm này nếu như có một máy nào đó chưa có mạng, bởi vì nó chưa được cài driver cạc mạng, thì các bạn có thể copy cái 3DPnet này sang cái máy đó và các bạn chạy 3DPnet để cài driver cạc mạng cho cái máy đó. Ok. Cuối cùng là ETC. Thì chúng ta chọn cái này nhấn vào. Thì đây tương tự như vậy, chúng ta tải nó về thôi. Ok. Tiếp tục nào. Bốn cái này có, lúc nãy mình bảo là có chung một ký hiệu, thì các bạn chỉ cần chọn một trong số bốn cái bất kỳ ở đây và các bạn nhấn nó và các bạn tải cái này về, cài vào máy là xong. Ok. Sau khi đã lựa chọn cho tất cả các thành phần, ở đây là mình đang ví dụ trên máy của mình nhá, thì các bạn sẽ được những cái driver dạng này. Những cái nào mà có dạng cái đuôi là .exe thì các bạn có thể kích đúc vào nó và tiến hành cài trực tiếp luôn.
còn những cái driver mà nó có dạng zip ấy thì các bạn cần phải giải ném ra. Đây, cái driver thì rất là dễ, các bạn cứ nhấc nhấc liên tục thôi. Nhấc nhấc yes liên tục. Ở đây mình không nhấn được bởi vì mình đã cài rồi, mình không muốn cài lại đâu. Do vậy mình sẽ thoát cái này đó nha. Các bạn cứ nhấc liên tục, yes liên tục là sẽ cài được driver thôi, không có gì khó khăn cả. Quay trở lại với cái này. Lúc nãy là mình vừa ví dụ với cái file driver có đuôi là exe này nhá. Còn những cái driver mà dạng file ném thì các bạn giải ném ra được cái này thì các bạn sẽ tìm đến cái file.exe của nó và tiến hành cài thôi. Ok, rất dễ. Các bạn thấy 3DP chip đã cung cấp cho chúng ta gần như là đầy đủ tất cả driver quan trọng nhất cho tất cả các thành phần trên máy tính của bạn. Các thành phần đó chính là những cái thành phần này. Tuy nhiên thì nếu như bạn sử dụng laptop thì các bạn hãy lên trang chủ hỗ trợ của máy để tải thêm driver top part bản di chuột hay các công nghệ hỗ trợ đặc biệt của từng máy. Tương tự như vậy với máy tính để bàn thì các bạn cần biết một chút tiếng Anh để có thể hiểu được cái phần mô tả của mỗi cái driver mà nó cung cấp cho bạn. Còn nếu như thực sự bạn không rõ là nó có chức năng gì thì bạn không nên cài vào máy. Ok, các bạn cần biết chút tiếng Anh để làm việc này. Ok, video của mình đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. I'll see you later.